Xin chào. Hiện tại có rất nhiều bạn comment hỏi mình có vấn đề liên quan đến việc sáng học bạ. Hôm nay mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn ở trong video này nhé. Rồi trước khi bắt đầu thì mình muốn nhắc lại là các bạn cứ để lại câu hỏi hay cái vấn đề mà các bạn gặp phải ở phần comment của các video trên kênh mình. Mình sẽ đọc qua tất cả. Comment nào không trả lời không có nghĩa là mình bỏ qua, mà là sẽ có video riêng dành cho câu hỏi đó nhé. Rồi vào việc luôn cho nhanh nào. Câu hỏi đầu tiên: có thể nộp xét học bạ vào nhiều trường được không? Được, các bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ ở tất cả các trường mà các bạn muốn, nếu đạt đủ điều kiện nhận hồ sơ của các trường đó. Không có quy định nào giới hạn số lượng hồ sơ của các bạn cả. Và hồ sơ các bạn phải nộp cũng chỉ là bản sao thôi, không phải bản gốc, nên không cần phải lo đâu. Câu hỏi thứ hai: có thể vừa nộp xét học bạ vừa đặt nguyện vọng vào cùng một trường không? Được luôn. Đây là một cách rất tốt để tăng khả năng trúng tuyển vào trường yêu thích của mình mà. Các bạn cứ thoải mái nhé. Câu hỏi tiếp theo: trường xét học bạ toàn là trường dởm, đúng không? Không. Mình không biết nhận định này các bạn lấy từ đâu mà ra. Xét học bạ là một phương thức xét tuyển mới trong vòng vài năm trở lại đây, và giờ hầu như trường nào cũng có chỉ tiêu dành cho phương thức này, từ các trường đại học công lập như đại học ngân hàng, đại học ngoại thương hay kinh tế quốc dân, cho đến các trường dân lập như đại học Văn Lang, đại học kinh tế tài chính UEF hay HUTECH vân vân thì đều có xét học bạ hết. Ở thời của mình cách đây khoảng 10 năm thì không có vụ này đâu, toàn là phải thi, thi sắp mặt luôn, không phải một kỳ thi như bây giờ mà là thi tốt nghiệp riêng, rồi thi đại học riêng nữa đấy. Câu hỏi thứ tư: bao lâu thì có kết quả xét học bạ? Kết quả thi thì tùy từng trường nha, nhưng thường kết quả xét học bạ đợt 1 sẽ có trước kết quả thi trung học phổ thông. Sau đó nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường sẽ tiếp tục mở đăng ký đợt 2, đợt 3. Rồi tiếp theo: bao nhiêu điểm thì đỗ xét học bạ? Cái này cũng tùy. Mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ cũng là xét từ trên xuống dưới đến khi nào đủ chỉ tiêu, nên nó tùy thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là chỉ tiêu của trường là bao nhiêu, càng nhiều thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội. Ngược lại, nếu trường dành chỉ tiêu cho phương thức này ít thì tỷ lệ chỗ của bạn sẽ cao. Cái thứ hai đó là chất lượng của các hồ sơ nộp vào. Hồ sơ nào cũng điểm cao ngất ngưỡng thì chắc chắn điểm chuẩn sẽ cao, và ngược lại. Câu hỏi thứ sáu: xét học bạ có được cộng điểm ưu tiên như thi trung học phổ thông không? Ngắn gọn một chữ thôi: có. Câu thứ bảy: xét học bạ phải tới trường nộp hồ sơ hay như thế nào? Thật ra thì hiện nay có rất nhiều trường chỉ xét online thôi, không cần nộp cái bản cứng, tức là cứ điền vào đơn đăng ký và tải hồ sơ lên website của trường luôn là xong. Nhưng cũng sẽ có một số trường các bạn buộc phải nộp trực tiếp hoặc là gửi qua đường bưu điện. Nên cách thức như thế nào thì các bạn phải xem kỹ cái từng trường mà mình muốn nộp nhé. Để lỡ thiếu sót gì là mất cơ hội đó. Rồi câu tiếp theo: xét học bạ đổ rồi thì không cần thi trung học phổ thông nữa đúng không? Có mà mơ. Đậu học bạ nhưng nếu các bạn không đổ tốt nghiệp trung học phổ thông thì coi như kết quả bị hủy đấy. Vì điều kiện để xét học bạ cuối cùng vẫn là phải tốt nghiệp thi trung học phổ thông thì mới được. Câu thứ 9: xét học bạ thì chất lượng đào tạo có như thi trung học phổ thông không? Như nhau cả về giáo trình và giảng viên, cơ sở vật chất đều như nhau. Không trường nào chia sinh viên đổ theo phương thức xét học bạ và phương thức xét điểm thi trung học phổ thông ra riêng cả. Câu 10: nộp xét học bạ trường A nhưng đặt nguyện vọng vào trường B được không? Được chứ. Xét học bạ và xét tuyển nguyện vọng theo điểm thi trung học phổ thông là hai phương thức khác nhau và độc lập mà. Bạn hoàn toàn có thể nộp xét học bạ trường này nhưng đăng ký nguyện vọng ở trường kia. Tuy nhiên, lưu ý khi các bạn có kết quả của cả hai phương thức này thì nếu bạn đã xác nhận ở phương thức nào trước thì phương thức còn lại coi như bị hủy nhé. Câu 11: có thể chọn khối xét học bạ khác với khối đăng ký nguyện vọng được không? Được luôn. Cũng như câu trên, đây là hai phương thức độc lập nên các bạn có thể xét khối nào mà các bạn muốn. Nhưng lưu ý là phải xem ngành mình định xét vào nó có khối đó không nhé. Rồi câu cuối cùng cho video này: đã đổ theo phương thức xét học bạ trước thì có thể chọn trường đổ theo phương thức xét điểm thi trung học phổ thông sau được không? Nếu các bạn đã có kết quả xét tuyển học bạ trước và đã xác nhận nhập học rồi thì dù kết quả thi trung học phổ thông của các bạn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được chọn trường đấy. Nếu các bạn ưu tiên hay thích trường đã đăng ký theo phương thức xét điểm thi trung học phổ thông và đã khá chắc chắn về điểm số sẽ đổ thì có thể từ chối nhập học trường xét học bạ kia và đợi kết quả này. Tuy nhiên đây là một ca khá khó nên các bạn cân nhắc thật kỹ và phải cực kỳ tự tin vào kết quả thi thì mới nên đạt được như vậy nhé. Rồi đây là những câu hỏi mà các bạn hỏi nhiều nhất. Ngoài ra nếu có vấn đề gì thì các bạn cứ để lại comment nhé. Tụi mình vẫn đang làm cái review về các trường đại học cho các bạn, sẽ ra sớm thôi, đợi nha. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ video này đến với những người cần nó, và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.